全部的爱，你这是我的女孩，你是心里小可爱，你这是我的期待 forever on my mind。 你是可爱的 pretty girl，我只想牵着你的手，抱歉情歌写太多首，歌词想不了头，都不发在心中。Hey girl， 我的话不荒谬，看你开心就足够。我只想对你说一句 I love you so， 发射爱心 biu biu biu。你就是我的女孩，你是世界最可爱，给你最真的告白，发射我全部的爱。你就是我的女孩，你是心里小可爱。这是我的期待 forever on my mind。 我喜欢的你看我是你也傻笑，我喜欢的你还小心想要嘴角，我喜欢的你快给我你的拥抱，我喜欢那个你，因为是你怎么都可以。Trợ lý Kim Dương Tập 17 Cho gà vào, đảo vài lần rồi thêm hoa tiêu rất khô, đảo nhanh trộn đều. Do hay không Liễu Kiền mà anh cũng không biết điều. Thời khắc quan trọng như thế mà không báo với tôi một tiếng, tự ý dùng tài nguyên công ty để thanh minh cho một cô trợ lý nhỏ bé. Chú đại cán, cậu không muốn làm ở đây nữa phải không? Giám đốc Chu, tên là tôi bảo anh ấy làm vậy, không liên quan đến anh ấy. Giờ Hi, lúc trước cậu ưng ứng thì tôi có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng chuyện lần này rất lớn, không thể nuông chiều cậu nữa. Bây giờ báo cho tất cả bộ phận PR của công ty, mặc kệ bất cứ giá nào, cũng phải giúp bố tìm liệu liệu giải quyết nguy cơ. Giờ Hi, cậu đừng được nước lấn tới. Tôi không hề được nước lấn tới. Đây là giới hạn của tôi, không có nước thương lượng. Được, thế này đi, cậu đăng bài giải thích, xóa bỏ quan hệ với cô ta, rồi đuổi cô ta đi. Không làm được, vậy không còn nước thương lượng nữa. Vậy hợp đồng này cũng không cần tiếp tục nữa. Giờ Hi cũng không biết Giờ Hi trúng mù mê thuốc ngứa gì, lẽ nào không biết đối với một thần tượng bị lộ chuyện tình cảm chính là tự đập bát cơm của mình sao? Bây giờ thì hay rồi, chưa kể độ nổi tiếng đi xuống mà nhãn hàng quảng cáo còn kiện anh ta vi phạm hợp đồng, tôi lại kháo phục anh ta. Bình thường thì trông đáng yêu, mà không ngờ vào thời khắc then chốt lại đàn ông như thế, bỏ mặc chuyện của bản thân để giúp hiểu liệu. Cái này chính là sức mạnh của tình yêu. Hai người không hiểu đâu, tình yêu thì có lợi gì chứ? Bây giờ thì hay rồi, giám đốc Trương biết rồi. Theo tôi thấy lần này rồi lành đức dữ nhiều rồi. Lẽ nào một ngôi sao trong showbiz cứ thế mà rơi dục xuống sao? Tin mới nhất đây, giám đốc Trương muốn hủy hợp đồng với Joy. Cái gì? Liệu liệu, Liệu liệu, Liệu liệu, sao cô lại đến đây? Tiểu thất, tôi đến đưa cơm cho sếp Do. Bây giờ chắc Do Hi đang bận, tôi giúp cô đưa cho anh ấy nhé. Không cần đâu, đổ hết rồi. Đừng nói cho sếp Do biết tôi có đến tìm anh ấy. Lộ chuyện tình cảm có phải ảnh hưởng rất lớn đến anh không? Chút ảnh hưởng nhỏ như thế không đáng kể, thì bị lộ chị yêu đương rồi mà. Mấy nơi du lịch chụp ảnh thứ muốn tìm chúng ta làm người đại diện. Đợi anh thôi. Rốt cuộc cô có hiểu rõ bản thân không hả? Nếu cô muốn tốt cho anh ấy thì biết điều, bao đời xa anh ấy đi. Cô không xứng để ở bên anh ấy. Gọi mời mua bảo hiểm, giao hàng gọi. Cũng không biết Do Hi trúng mù mê thuốc lớn gì, lẽ nào không biết đối với một thần tượng bị lộ chuyện tình cảm chính là tự đập bát cơm của mình sao?
Giám đốc Trương muốn hủy hợp đồng với Jay. Cái gì? Sao anh chưa về nhà? Đợi anh à. Em muốn đợi anh về. Gặp mặt rồi mới đi. Sếp Gia, đột nhiên hôm nay em nghĩ nhiều lắm. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Hồng Lâu Mộng, lần đầu gặp nhau em lấy nhầm ba lô của anh, làm hỏng kế hoạch gặp mặt của anh và đạo diễn Nguyễn Nhiên. Sau đó lấy hồ đồ đi làm gia sư cho anh, làm cả trợ lý nữa. Ngày đầu đi làm em lấy xe điện đưa anh đi chạy lịch, cực kỳ liễu lị. Đây là cách dưới dẫn mà cô nghĩ ra à? Tóc tôi rối hết rồi. Sau đó ở hội trường buổi họp báo, em lâm trận bỏ chạy, làm anh phải đích thân xuất hiện để cứu vãn. Nhớ lại mới thấy em cứ xuất hiện là toàn mang lại phiền phức cho anh. Nói vậy hình như đúng thật. Xếp do liệu anh có thấy mệt không? Em không muốn anh thấy mệt gì em. Anh có sự nghiệp của anh, tương lai của anh. Những thứ này không thể bị hủy hoại gì em được. Em từng nghĩ nếu không có em, thì liệu mọi chuyện có khác không? Liễu Liễu, Liễu Liễu,
Alo. Joy, cuối cùng lần này cậu cũng nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần mở một buổi họp báo để giải thích thì có thể giải quyết chuyện này một cách hoàn hảo. Cậu cứ tiếp tục làm siêu sao? Cô ấy tiếp tục quay về trường đi học, đúng là đẹp cả đôi đường. Anh đang nói gì thế? Bài giải thích cậu đăng trên Weibo đấy. Đúng, đây rồi, tôi và Quốc Kỳ Liễu Liễu chỉ là cấp trên và cấp dưới. Bây giờ Quốc Kỳ Liễu Liễu chính thức từ chức trợ lý. Mong mọi người ngừng suy đoán bị đặt. Chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủi, văn phong bay bổng, thái độ rõ ràng, giải quyết một cách hoàn hảo. Dỗ con nít đấy à? Trước giờ tôi luôn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, không muốn để ý đến những tin đồn lại bôi nhọ vô cớ. Nhưng chuyện đến nước này, để tránh càng nhiều người chịu tổn thương, tôi xin giải thích bày tỏ thái độ. Mong mọi người đừng suy đoán, quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm của tôi. Gửi đến đầu gỗ, em đang ở đâu? Cuộc gọi gần đây Quốc Kỳ Liễu Liễu. Xin chào, thì bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Quốc Kỳ Mộc Mộc, mở cửa đi, Quốc Kỳ Mộc Mộc. Quản lý nghệ sĩ, có phải anh bảo cô ấy đi không? Qua cho tôi quá, cậu có làm gì đâu. Tôi xóa bài cho cậu còn không kịp đây này. Vậy sao cô ấy đột nhiên bỏ đi mà không nói tiếng nào? Chiêu đại tráng, tôi nói cho anh biết, nếu để tôi biết là anh làm thì tôi nhất định cậu ba. Cậu bình tĩnh lại đi. Nếu Liễu Liễu đi chắc chắn có để lại món đồ gì cho cậu chứ. Giống như trong phim thì sẽ để lại mẫu giấy hoặc bức thư. Xếp cho, khi anh nhìn thấy bức thư này thì em đã rời xa anh rồi. Đã thời đại nào rồi mà còn để lại thư? Chắc chắn là Liễu Liễu để lại cho cậu. Tiệm giặt khâu Hoa Hoa số 105. Tiệm giặt khâu Hoa Hoa. Sao đi mà chẳng để lại lời nào vậy? Xem ra Liễu Liễu quyết định không muốn em tìm cô ấy rồi. Cậu ba, chắc chắn Liễu Liễu có nỗi khổ riêng, có nỗi niềm khó nói. Cậu cậu đi đâu thế? Tìm người. Tìm như thế thì tìm đến bao giờ? Vậy cũng phải tìm. Em đến chỗ giáo sư Quốc Kỳ. Tìm thử chứ? Giáo sư Quốc Kỳ. Giáo sư Quốc Kỳ. Chàng trai, cậu tìm giáo sư Quốc Kỳ à? Ông ấy đi từ tuần trước rồi. Đi đâu vậy? Nghe nói hình như đến một cổ trứng nào đó để nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc gì đó. Cổ trứng.
Cảm ơn. Bố. Cậu ba, xin lỗi nhé. Liễu Liễu không cho cháu nói với cậu. Thỏ con, chị nên nói với cậu ba phải không? Liễu Liễu, thế nào? Nơi này yên tĩnh hơn thành phố nhiều, phải không? Con thấy ở đây rất thoải mái. Bố, điện thoại của con rơi mất rồi. Đừng lo, để bố dứt lên cho con. Bố, không cần đâu. Nước sông như vậy, nhặt lên cũng không dùng được nữa. Vậy thôi, vậy vậy được. Dương, tôi chọn cho cô. Cô không ngủ cũng phải ngủ. Vâng. Anh chưa từng viết thơ cho anh. Tặng xếp do. Tiễn biệt băng dung nhớ bừng tỉnh nhớ tình xưa. Đừng trách cho Thủy kêu làm sao mới hết sầu. Em xuất hiện chỉ mang lại phiền phức cho anh. Lột cả quốc kỳ Liễu Liễu một cách chân thực nhất. Thank you.
Alo, Do Hy à, cúp máy đây. Cậu đừng cúp dội, đừng cúp. Không cần biết bất kỳ liệu liệu bỏ đi hay là mất tích, cậu để lộ chuyện tình cảm rồi thì cũng phải trước sau diễn toàn chứ nhỉ. Đăng bài giải thích rồi, vậy buổi họp báo tạm thời lên lịch vào thứ ba tuần tới nhé. Cậu thấy thế nào? Được, được ư? Cậu ấy nói được. Tiểu Thất, mau liên lạc với các bên truyền thông. Trấn Minh Nguyệt nè, nghe nói đã hình thành thôn xóm từ thời Xuân Thu. Mọi người nhìn cái đại thụ này đi, nó có lịch sử 1200 năm rồi. Đầu gỗ, đầu gỗ, cúi đầu. Ở đây này, sếp Do. Em không thấy chán à? Anh nghe mà thấy chán chết đi được. Em không thấy chán. Anh biểu diễn cho em xem kỹ năng độc nhất nhé. Được thôi. Liễu Liễu, Liễu Liễu, bố nhìn này. Đi thôi. Chú, hôm nay chú có câu được cá không? Câu được. Tối anh làm cá chua ngọt cho em. Không biết sếp Do đang làm gì nhỉ? Liệu liệu, đêm qua mưa to như thế mà sao còn mở chế độ làm lạnh? Không khí ở đây ẩm ướt quá. Con sợ quạt sẽ bị mốc. Vốn muốn mở chế độ làm ấm nhưng mở nhầm. Đừng nói nhiều như vậy nữa. Nếu bị bệnh thì nghỉ ngơi đi. Đợi khỏe lại thì cùng mọi người đi khảo sát văn hóa dân gian. Bố, nằm yên. Nếu con không nghe lời thì điều cần chia sẻ với nhau, cảnh giác cùng nhau. Được rồi. Nước Nam có giai nhân xinh đẹp tự đạo mận, quốc kỳ liệu liệu. Cô ấy lương thiện, đơn thuần. Cho dù bị người yêu cũ và bạn thân cắm sừng, cho dù đối mặt với sự chỉ trích hãm hại vô cớ, thì cũng luôn âm thầm chịu đựng. Cô ấy tài năng vượt trội nhưng lại khiêm tốn ham học. Sự dạy dỗ không ngừng nghỉ của cô ấy như một ngọn hải đang trong bóng tối, dẫn lối cho một bầy cụ năm lạc lối. Dẫn đầu là Do Hy và Phan đó, đi về con đường đúng đắn. Cậu ba, không ngờ cậu cũng có tài năng đấy nhỉ. Được rồi, mau đi đi, đừng làm phiền từ sáng tác. Cậu ba, tài cậu viết đúng là cảm động khó tả, nghe mà đau lòng. Muốn khóc cậu đừng đăng được không? Tại sao?
vì cháu không muốn làm cô con lạc lối. Xóa tên cháu đi. Mấy người bị điên à? Chửi ai thần kinh hả? Cũng không nhìn. Tôi bảo cô nói đỡ cho Liễu Liễu chứ không phải bảo cô chửi người. Nếu không sẽ thể hiện tôi thiếu văn hóa lắm. Thói quen ấy mà. Anh Siêu, anh làm đi. Cả lời, Liễu Liễu là một người rất tốt. Được đấy chứ. Liễu Liễu là một người rất tốt. Sao mọi người có thể... Anh Siêu, câu từ của anh mãnh liệt hơn được không? Khâu khan như thế, làm gì có luật xem. Tất cả đều là phù du. Tụi anh dùng mỗi thời lâu lắm rồi. Cười gì mà cười. Nam thần của em không lỗi thời. Em thấy tốt lắm. Alo, giờ thì có rất nhiều tiệm qua đinh danh nhân muốn tài trợ lãm qua cho buổi họp báo lần này. Cắt đứt quá khứ, cậu thấy bộ sưu tập này thế nào? Rất hợp với chủ đề của chúng ta. Còn nữa, còn cả nước mắt bị ly nữa, tôi thấy cũng không tệ. Cậu thấy sao? Được rồi, anh cứ quyết định đi. Tôi quyết định. Thật à? Alo, alo. Mình quyết định. Cắt đứt quá khứ. Cậu ba, buổi họp báo gì thế? Cô không cần biết. Có phải liên quan đến Liễu Liễu không? Có phải liên quan đến vụ cậu lộ chuyện tình cảm không? Cậu muốn bỏ họp báo để làm rõ quan hệ với Liễu Liễu phải không? Tôi làm vậy có lý lẽ riêng của tôi. Cậu ba, cháu nhìn nhầm cậu rồi. Nam thần, chúng ta đi. Không làm đồng bọn với cha tôi. Chẳng trách Liễu Liễu rời xa cậu. Đi. Cậu với cô kỳ liệu giải thích nhiều như thế. Cậu là niết phụ của cô ta phải không? Tên rồi, tên rồi. Thủy ngôn đính tẩy trắng kia. Mọi người nhớ chú ý. Cậu nói kỳ liệu liệu không cướp bạn trai của bạn thân. Nói cô ta không dựa vào bố để đi cửa sao? Cặt cách vào đại học Giang Châu. Cậu có chứng cứ không? Nếu cô ta không chột dạ thì sao không đứng ra giải thích mà lại từ chức rồi đi biệt tâm? Mình không giận. Giải quyết vấn đề thôi. Rốt cuộc là Quốc Kỳ Liễu Liễu cướp bạn trai của bạn thân hay bạn thân tồi tệ của cô ấy và tên bạn trai đều cùng ngoại tình thì mọi người cứ hỏi. Bất cứ người nào biết chuyện ở Đại học Giang Châu thì sẽ biết được chân tướng. Nghe mấy đám người bị đặt trên mạng thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn về việc dựa vào bố đi cửa sao? Cả cách được nhận vào Đại học Giang Châu. Làm ơn đi. Quốc Kỳ Liễu Liễu mà còn cần đi cửa sao sao? Với tài năng học thức của cô ấy rõ ràng là Đại học Giang Châu cầm tiền đến cầu xin cô ấy đến học thì có. Lát nữa tôi sẽ đăng bài thơ của ấy tự viết để mấy người phục sát mất. Cuối cùng vì việc cô ấy im lặng bỏ đi. Cô ấy không phải chuột dạ mà là không muốn làm hại người khác. Nhưng rồi sẽ có một ngày cô ấy quay về. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Đây là thơ Quốc Kỳ Liễu Liễu tự viết. Kinh độ này mà còn cần học đại học sao? Tuy đọc không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại. Tôi thành phán rồi. Bây giờ biết rồi à? Tin mới đây, bạn tôi học ở khoa lịch sử của Đại học Giang Châu. Cô ấy nói với tôi ở khoa của họ ai cũng biết chuyện đồng cẩm và ân cụ cấm sừng Quốc Kỳ Liễu Liễu từ lâu rồi. Gì cơ? Quốc Kỳ Liễu Liễu vô tội.
Cố Lập Nhược này đúng là... Bố, đây là gì thế? Chẳng phải điện thoại của con rơi xuống rãnh nước rồi sao? Bố mua cho con cái mới với kẻ bọn con. Không dùng điện thoại thì chán lắm. Bố, không cần đâu. Cứ cầm lấy đi. Ở đây chỉ có mỗi loại điện thoại này thôi. Con cứ dùng tạm trước đi. Cảm ơn bố. Liễu Liễu, con xem hôm nay thời tiết ngoài trời đẹp lắm. Nếu không có chuyện gì thì con ra ngoài đi loanh quanh tắm nắng, đừng một mình. Ở lì chung phòng bãi thế. Nữ thần vô ban. Nữ thần vô ban. Sao cô lại ở đây? Tôi đúng, em yên, nhìn kìa, nữ thần vô ban đấy. Người dạo gần đây rất nổi tiếng ấy. Nữ thần vô ban gì chứ? Cứ gặp người đẹp là bắt chuyện. Anh thấy nhớ đâu phải không? Cô ấy là nữ thần vô ban thật mà. Nhẹ thôi, cô ấy là nữ thần vô ban thật mà. Nhẹ thôi em. Nữ thần vô ban. Tuy không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại. Tôi thầm than rồi. Tên mới đây, bạn tôi ở khoa lịch sử của Đại học Giang Châu. Cô ấy nói với tôi, ở khoa họ ai cũng biết chuyện đồng cảm với ân cụ cấm sừng quốc gì Liễu Liễu từ lâu rồi. Sao em lại muốn rời xa anh? Tại sao? Rõ ràng anh đã vì em mà trở thành một người khác rồi. Vậy mà em lại muốn rời xa anh. Đây là danh sách truyền thông của buổi họp báo ngày mai ư? Cậu có gì không hài lòng mà? Đúng là công ty LG Entertainment này lần trước từng tung phốt của cậu, nhưng nó cũng là công ty truyền thông hàng đầu trong giới. Muốn tạo tiếng vang thì không thể thiếu họ đâu. Đúng rồi, còn công ty này nữa, ít quá. Gọi cả thức kênh nông nghiệp, chương trình tình cảm thành phố gì đó. Đến hết cho tôi. Càng đông càng tốt. Tôi muốn toàn Trung Quốc vừa xem được buổi họp báo ngày mai. Giờ giòi. Đàn ông, đúng là bạc tình. Nghe nói ngày mai Giòi sẽ tổ chức họp báo làm sáng tỏ chuyện tình cảm. Vậy thì càng tốt. Là sao? Lẽ nào cô tưởng trong tay tôi chỉ có bức ảnh đó thôi sao? Chỉ cần ngày mai cậu ta tổ chức họp báo thì tôi sẽ lập tức tung hết những bức ảnh này ra. Đến lúc đó cậu ta mang danh lừa quan thì cậu có thể làm trong giấy sao bi sao? Nam thần họ Tống, xem ra lần này anh chuẩn bị cũng rất đầy đủ đấy. Vậy thì tôi sẽ chống mắt chờ xem. Joy, chuẩn bị thế nào rồi? Cần chuẩn bị gì à? Biết nha Joy, nhà mình giỏi nhất mà. Đợi buổi họp báo bắt đầu thì tôi phải tìm chỗ nào làm spa rồi đi dắt hơi. Mấy ngày nay làm tôi tiêu tiền hết rồi. Phải đắp bao nhiêu miếng mặt nạ mới phục hồi đây. Không được, tôi phải liên lạc cho tiệm. Hẻm làm spa. Cậu đi đâu thế?
Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, Yoi. Đợi tôi đi cùng. Chào các bạn khán giả. Buổi họp báo cá nhân làm rõ chuyện tình cảm của Yoi sắp bắt đầu rồi. Buổi họp báo làm rõ chuyện tình cảm của Yoi. Phóng viên của chúng ta đã vào vị trí rồi. Yoi, cậu tự tìm cái chết thì đừng trách tôi tranh thủ thời cơ. Yoi đến rồi. Yoi đến rồi. Yoi đã vào hội trường. Buổi họp báo sắp sửa bắt đầu. Chào mọi người. Tôi là Yoi. Trước tiên, cảm ơn mọi người đã đến đây. Buổi họp báo ngày hôm nay chủ yếu là để trả lời cho các quan và những người quan tâm đến tôi về gì lộ chuyện tình cảm trong thời gian gần đây. Chắc mọi người cũng từng thấy bức ảnh này rồi, nhưng chắc không rõ về nội tình. Vậy hôm nay tôi sẽ giải thích cho mọi người. Nội dính của bức ảnh Bất Kỳ Liễu Liễu là trợ lý của tôi vào làm từ 4 tháng trước, 3 ngày trước từ chức. Trong thời gian công tác, làm tròn mọi trách nhiệm. Cô ấy là một trợ lý chuyên nghiệp, nghiêm túc, có trách nhiệm. Bức ảnh này được chụp vào buổi tiệc tối từ 2 tháng trước. Lúc đó vì vội giải dây cho cô ấy nên tôi nhất thời nông nổi mới làm ra hành động như vậy. Tình hình tối hôm đó như thế nào thì những khách mời có mặt đều có thể chứng minh. Vì vậy bức ảnh không rõ lai lịch như thế này hoàn toàn không đủ để làm chứng cứ hai chúng tôi hẹn hò. Chết đến nơi rồi mà còn già mồm. Làm ảnh lên. Được. Do Hy phủ nhận rồi. Tình thần tôi ảnh hưởng đến trái tim của Hàng Kiều Vang. Mà cuối cùng lại kết thúc chỉ vì nhầm lẫn. Chứng cứ ít nhất phải như thế này. Hội trường có bước ngoặt động trời. Yoi tự công bố chuyện tình cảm. Yoi, một thần tượng nổi tiếng mà lại tỏ tình ngay trong liên quan buổi họp báo. Thế giới này điên rồi sao? Chuyện gì thế này? Yoi tự tìm đường chết rồi. Chào.